Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Ngày hôm nay em xin giới thiệu đến anh chị chương trình siêu khuyến mại của siêu thị điện máy Ecomart, chương trình bùng cháy với World Cup 2022 giảm giá siêu ưu đãi nhé. Trên đây là gian hàng khuyến mại các đồ gia dụng giảm giá sốc của siêu thị điện máy Ecomart. Sau đây em xin giới thiệu chi tiết cho mọi người về mẫu sản phẩm giá sốc bếp ga Dương đến từ thương hiệu Sunhouse nhé. Mã sản phẩm là SHB3336. Như mọi người nhìn thấy thì bếp ga 3336 với kiểu dáng thiết kế màu sắc trang nhã và rất là sang trọng và hiện đại nhé. Giá hiện tại chỉ đang từ 1.550.000 giảm giá sốc xuống còn 790.000. Thế thì với thiết kế hai kiềng nhé, bếp trên nửa 100% bằng đồng nguyên chất, đảm bảo ga nửa da rất là xanh và tiết kiệm ga tối ưu nhất cho nhà mình. Kiềng thì thiết kế bằng thép chắc chắn chống han gỉ nhé. Với bề mặt kính này thì rất là dễ nóng chùi, kính cường được chịu lực chịu nhiệt. Với thiết kế khung thì bằng kính và thép không gỉ sơn tĩnh điện nhé, rất là an toàn và chắc chắn cho người sử dụng. Hiện tại thì chương trình đang chạy giá sốc đến hết ngày 13 tháng 11 năm 2022, thì anh chị có nhu cầu có thể alo theo số thoại 0243 212 7974, bên em sẽ giao hàng và lắp đặt miễn phí tại nhà cho nhà mình nhé.